bên đây là đây là cái cánh cổng ở đằng trước. Bên đây là coi như là cái mái của ngôi miếu. Ở đây có cái gì là tôi không bị đo nghe tôi nè. Đó là bứng chú thì thọt vô miếu. Bứng chú đang đem về trồng thọt vô lỗ miếu thọt. Ở trong đây nè. Dạ. Thọt về bắt đầu mắt bị nhậm đó, mới nhậm nhưng bị mổ. Ôi. Bị lô cơm chứ quá nó lông xiên mổ. Trời. Ừ. À, về phần tâm linh thì mang đến sự bình yên an lành cho mọi người. Nhưng về phần coi như kiến trúc thì đây là một tuyệt tác của thiên nhiên. Ông ngủ không tính ơi, cái này ma cỏ. Anh ngủ ban đêm, ông người bà lật cũng xuống đất. Giường luôn, lật xuống đất luôn. Hai lần không, nhỏ vợ. Mà ông về không nói vậy. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Lai Dung của tỉnh Đồng Tháp. Trước mắt cô bác quý anh chị là một cái con đường làng nhỏ, đường được tráng nhựa nhỏ. Và ở phần trên này chúng ta thấy một cái cây cổ thụ rất là lớn. Người dân ở đây người ta gọi là cây da, nhưng mà về có người thì gọi là cây lâm vồ. Lá của nó thì nó thuộc cây này thì thuộc họ Bồ Đề. Đó, nên lá rất là giống với lại lá của cây Bồ Đề. Và đặc biệt là tán cây rất là rộng. Đặc biệt rộng và mát luôn. Khi mà đi ở dưới cái bóng cây như thế này đó, dưới tán cây này đó thì rất là mát. Nhưng mà đó là về cây. Thì theo chia sẻ của một số người dân ở nơi đây thì cây này có trên 100 năm. Ngay cả những người ông, người chú rất là lớn tuổi, khoảng 60-70 tuổi thì cũng không biết miếu. Không biết cây da này có từ bao giờ. Đặc biệt ở đây á thì cô bác sẽ, quý anh chị sẽ thấy được rằng dưới gốc cây da cổ thụ này chúng ta sẽ nhìn thấy một cái ngôi miếu. Một cái ngôi miếu nằm ở dưới gốc cây da. Và ở đây thì theo người dân ở đây thì khi mà quãng đường cách khoảng 100m, khoảng 200m thì người ta nói miếu cây da thì mọi người ở đây ai cũng đều biết rõ về sự linh thiêng, màu nhiệm của nó. Chúng ta nhìn thấy một cái gốc cây da nè, bao trùm ngôi miếu. Theo thì chia sẻ của một người ông thì ngôi miếu thì có trước và cây da thì sau đó tự mọc bao trùm ôm thân của ngôi miếu. Và điều coi như là sự tạo hóa của tự nhiên. Cây da thì mặc dù là về cái phần rễ ôm bao trùm ngôi miếu, nhưng mà về cái cửa của ngôi miếu thì vẫn thông thoáng và rất là đẹp luôn. Coi như là có một người làm, nhưng mà không phải, đây là toàn là tự nhiên bao trùm hết, nhưng mà cái phần trước chính diện của ngôi miếu vẫn rất là thoáng và đẹp đó. Ở trên này thì có treo một cái đèn. Ở đây là chắc cô cái đèn để thắp vào buổi tối. À đúng rồi. À đây là một cái đèn điện để thắp vào buổi tối nè. Đó. Những cái rễ cây bò ôm trùm cái ngôi miếu rất là đẹp luôn. Thể hiện một cái sự tâm linh. Lúc nãy thì Bùi Hồ đến đây cũng đã có thắp nhang hương để mà xin về để mà cầu nguyện. Đó. Cô bác quý anh chị có thể thấy cái về cái chiều rộng đó thì khoảng tầm 4 đến 5 mét. Về cái ngôi miếu này thì ở đằng sau này. Đây. Ở đằng sau này cái ngôi miếu nè. Thì cái nóc của ngôi miếu từ ở dưới cái phần ở dưới lên cho đến cái phần nóc ở trên đó tầm khoảng 3 mét, từ ở dưới mặt đất lên cho tới cái nóc miếu ở trên khoảng 3 mét. Thì cái phần ở trên này đó, đây là cái nóc miếu, phần ở trên này đây. Đó. Thấy chưa, cô bác quý anh chị sẽ thấy nè, nóc miếu ở đây nè. Ở phần sau này này cũng giống như một cái mái dòm, một cái cánh một cái trụ đá, là một cái cánh cửa đó. Đó. Bây giờ Bùi Hồ sẽ quay cho cô bác quý anh chị xem. Nè, đây nè. Coi như là ôm trọn ngôi miếu. Đó.
những cái rễ cây nó quấn quanh những cái đây là coi như là một cái vòm của cái cửa nè, từ đây qua đây hình một ở trên này thì hình vòng cung đó. Đây là có một cái trụ thì mọi người dân ở đây á thì thường đến ngôi miếu để mà thắp nhang cầu nguyện cho mọi chuyện bình an, mang đến sự tốt lành. Thì Bùi Hồ cũng vậy, để mang đến sự tốt lành trong cuộc sống. Đây là phần cái chủ nhà có truyền điện vô đây để thắp ánh sáng đó. Nên đây là có một cái vòng cung bên trên đây. Đây là nhang của mọi người nè, mọi người thắp nè. Còn ở bên đây là hai cái cánh cổng ngoài trước ngôi miếu ở đây và cái phần mái ở ngoài sau nè. Hai bên hông nè, bên đây đó, bên đây là đây là cái cánh cổng ở đằng trước. Bên đây là coi như là cái mái của ngôi miếu. Ở đây có ông thổ địa với ông thần tài. Nhìn rất là linh thiêng. Điều đặc biệt là cây thì ôm trọn vào ngôi miếu. Nó sạch sẽ. Đây, đây là cái phần phòng trước ôm. Đó, cô bác quý anh chị sẽ thấy được rằng mặc dù là rễ cây từ trên cái nóc miếu nhưng mà nó ôm xuống vẫn chừa hai bên đây, ôm sát vô cái phần đá của được xây dựng của ngôi miếu nè. Ôm sát vô phần ở bên này vẫn có một cái lối rất là thông thoáng. Bên này cũng vậy. Coi như là một tiệm kiệt tác, không có bàn tay của con người nhúng vô đâu, trừ cái nguồn điện ánh sáng này. Thì mọi người dân ở đây nói ngôi miếu này trên 100 năm rồi, tại vì thân cây thì rất là lớn luôn. Bây giờ thì một hồ đã kiếm thêm nguyên nhân để tìm hiểu thêm. Thì mọi người vẫn có cúng thờ hoa nè. Lúc nãy thì Bùi Hồ mới cũng mới van vái cho mình xong và đi ra đây để quay cái phần hông bên đây. Cận cảnh nè cô bác anh chị. Ở bên đây có một cái nhánh cây rộng xuống nè, gốc cây lớn lắm luôn. Ảnh đất của chú là chỗ này từ đây dài tới cổng. Nền của chú ở đây luôn. Còn cái bồn đó, nhà ông nội tôi ở đây nè, nó bị hồi chạy giặt nó phá. Dạ. Cách mạng quốc gia đánh nhau phá nhà luôn. Rồi hồi cái gia này có lâu chưa chú? Cái lâu miếu đời lắm rồi. Rồi hồi ông nội tôi sống 1932 là có. Dạ. Mà sao cháu biết đây hay vậy? Con thấy mấy bạn kia lại có quay đó. Dạ. Mày phải xin phép đốt nhang thì tôi không tin gì đâu. Con thì cũng có xin phép đốt nhang. Chú cho vậy là cái miếu có trước hả chú hả? Trời ơi, lâu lắm rồi tôi đó, chưa đẻ. Tôi hôm nay mới 65 tuổi mà nó tên 100 năm rồi, 130 tới giờ. Dạ. Vậy thì sau lưng này đó chính là cái nền của chú ngày xưa. Còn cái nền nó còn cái chậu kiển đó, bồn kiển đó. Dạ. Dạ. Trên này nguyên cái nền cao luôn nè, coi nhìn nó đóng ẩn. Rồi sau này chú cái không có ở nữa. Rồi tôi hả chạy giặt lên phố rồi đó nè. Dạ. Rồi sau này mới về di tản, mọi người nói gần di tản rìa hết. Dạ. Không nội từ đây dài tới tổng. Thì con cũng thấy cái sự linh thiêng đó. Ừ. Mình phải tôn kính. Thì tôi không có gì ý là tôi không bị đoan nghe tôi nè. Đó là bứng chú thì thọt vô miễu. Bứng chú đang đem vào trong thọt vô lỗ miễu thọt. Ở trong đây nè. Dạ. Thọt ra. Về bắt đầu mắt bị nhậm đó, mới nhậm nó bị mổ. Ôi.
với lô cơm xương quả thái lông xiên mổ trời. Ừ, bị chuyện này kia nó thọt cái chú vô miễu nó không dám, tại mình nghĩ cái này không linh thiêng mẹ mụ mắt giờ hang mắt lưu yếu đều kiếm bị chuyện này dân kia đó không có gì đó, không có chết gì bị... Nó, giống chú như chú. Giờ, giống như chú thì không có tin rồi cái bị này bị kia ha. Con thì tin tưởng lắm, con thì thấy chú nó không tin vậy đó, dạ. Mà thấy vậy vậy nói gì cho mình để nghiên cứu có phải vậy không, dạ. Bắt buộc phải tin, dạ. Ừ. Nhưng mà cái lạ là cái miếu nằm ở dưới góc. Cái miếu nằm sẵn rồi, còn con chim gì đó lên ỉa có cái trứng cái gì nó học lâm dồ đó, cái giá nè, ỉa lên đầu tự mọc thòng xuống, mọc rễ đầu nhỏ nhỏ thòng 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 từ từ tự bích luôn miếu luôn. Chứ không ai trồng tự miếu sao ai trồng lên miếu được. Dạ. Miếu có trước rồi. Dạ. Chim nó lên trển ở rồi ỉa rồi trong cái trứng hay cái hạt của mấy cái trái làm dồ đó nó tự tự nó mọc lên cây. Dạ. Cái bắt đầu thòng 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 mưa gió nắng mưa rồi thòng rễ rồi rễ từ từ bự ra bắt đầu hai ba rễ nè rồi thòng dưới từ từ bự. Nhưng mà cái miễu đó là ông nội của chú xây hả? Ông nội đó là làm cái miễu. Dạ ông nội làm cái miễu. Dạ dạ ông nội làm cái miễu thôi. Ừ rồi tự nhiên chim nó ỉa cái hột làm dồ đó. Dạ. Thành cây mọc lên miễu mưa gió rồi bụi đóng vô mấy kẻ ngói đó, rồi cây nó sống. Dạ. Mọc thầm thầm rễ xuống. Nhưng mà chú năm nay dạ. 65 tuổi thì vẫn không biết, sự tích chỉ nghe kể lại thôi. Nghe kể ra. Dạ. Dạ tôi đó không tin già sống hôm nay ông chết hôm nay cũng 1985 tới giờ đó. Dạ. Ông ở sao giờ phóng giờ ông ở đây nè. Dạ. Ông đâu tin. Nên nó cũng thấy ngày đi chợ 3 giờ khuya đó đi tàu không à. Dạ. Thấy con người bà một trắng như mấy sông mà. Đó là ông ngủ ông tính ơi, cái này ma cỏ. Nên ngủ ban đêm cái ông người bà lật ông xuống đất. Dạ, giường luôn, lật xuống đất luôn. Hai lần không nhớ vợ, mà ông về không nói vậy, vậy vợ trong luôn. Dạ. Ồ có một cái điều kỳ lạ như chú nói là cái miễu thì có trước rồi chim rồi nó ỉa lên đó rồi xong rồi tự nhiên một cây này là cái rễ thòng xuống luôn. Cái này con thấy giống cây bồ đề hay chú ha? Không biết nó là cái làm dồ cái bồ đề mà nó cây da dạ quá lớn luôn. Mà cái tàn ở dưới này ngang cái đường này thì cái tàn ở dưới đó rất là mát luôn. Ừ. Tàn ở chỗ cái cua này nè. Cháu quê đâu ạ? Con thì ở Đồng Tháp. Đây Đồng Tháp nè. Dạ, dạ, con ở Thanh Bình. Ừ. Dạ. Thanh Bình ở Tân Phong được không? An Phong. An Phong không? Dạ, dạ, dạ. Ồ, phải nói nha, con gặp được chú nãy giờ con có lại là nhà chú. Chú nè... Là... Chú em này tôi ở trống á. Dạ. Con nền bự trống ở Thủ Vinh trống này, Thủ ngoài này. Dạ. Đất tôi từ đây dài tới cái cầu Tốt Trống. Dạ. Rồi mấy người này ở đậu không à, đó, đậu ở đậu. Rồi bán qua bán lại sang nhượng lum lá. Rồi thành nữ là cái khuôn viên đất rộng như thế mà cũng không có ai ở ha chú ha. Việc là chú lúc đó mà chú coi như là chú chưa tin thì chú lấy cây chuối để vô cái muối. Còn hai lỗ hai bên đó không thấy không? Dạ. Hai bên dưới miệng nó còn hai lỗ nhỏ nhỏ. Dạ. Hai bên hai vách đó lỗ nó không nhìn không được. Để chú thọt trong tôi đâu có tin đâu. Ồ, rồi cái từ rồi, lúc đó là lâu chưa chú? Lâu rồi, ê, cũng mới đây nè. Mấy năm nay còn nhiều người bên Bằng Tăng bên đây nè qua tôi không tin rồi không biết có xin phép không biết chụp hình chụp hai người về dỡ hình con người rồi nhà bị chuyện lộn xộn hôm nay tùm lum lá như này như kia đó. Dạ. Rồi qua cúng giấy đó. Dạ. Rồi hết chuyện này những kia tới mất tiền bạc tùm lum chuyện này những kia. Dạ. Như tôi nè học miễu mổ mắt đây mắt này mổ luôn. Vòng vòng ở đây thì con hỏi người dân ở đây thì ai cũng biết cái miếu cây da này. Ừ, biết rành. Dạ. Hồi đó linh đó mà giờ hết linh rồi. Dạ. Lấy được cái đường thách thức. Dạ thôi thì mình vẫn tôn kính. Mình vẫn tôn kính và mình vẫn hỏi xin phép. Tôi dạ. Đó, tôi ở đây tôi đâu tin. Ôi, những bà mà mình nghĩ đất ông bà mình không ai làm gì. Người ta dân đây người ta ớn, cảm giác. Người tôi nghĩ con trong gia đình. Dạ. Họ. Lấy chuối bưng chuối là thọt bưng nè thọt hai bên lỗ miệng thọt ra đó nó bích vậy đó rồi sau khi luyện qua mất công thọt cái miệng này nè rồi chú bị hai mắt luôn. Bị mắt mổ mắt bên đây. Dạ. Bị lô cơm bị viêm mắt
Rồi con cảm ơn chú rất là nhiều ha. Dạ. Vì Bùi Hồ không phải là dân địa phương ở đây nên cũng không hiểu lắm, chưa được biết những cái câu chuyện linh thiêng xung quanh đây, nhưng Bùi Hồ rất tin tưởng về sự màu nhiệm cũng như là linh thiêng ở đây, để ngôi miếu này mang đến sự bình an, an lành cho mọi người. Chúng ta có cảm thấy về phần tâm linh thì mang đến sự bình yên an lành cho mọi người, nhưng về phần coi như kiến trúc thì đây là một tuyệt tác của thiên nhiên ban tặng cho con người. Tại vì bình thường thì không có ai mà đem một cái cây để trồng lên ngôi miếu như thế này, chỉ có thiên nhiên. Và chúng ta thấy là tất cả đều là thiên nhiên nhưng mang đến một sự màu nhiệm rất là hay. Ông Bùi Hồ muốn quay cho cô bác quý anh chị biết để có dịp đi ngang đây để mà cùng chiêm ngưỡng sự tạo hóa của thiên nhiên. Đó là miếu cây gia ở huyện Lai Dung của tỉnh Đồng Tháp. Nhìn từ xa chúng ta có thể thấy rất là đẹp luôn, rất là rộng và đẹp luôn nè. Đúng là một sự kỳ bí. Mong cô bác quý anh chị xem và chia sẻ cho mọi người biết về cái clip này của Bùi Hồ, để mà mọi người có đến đây để mà chiêm ngưỡng về vẻ đẹp của cây cũng như là sự linh thiêng của ngôi miếu, đồng thời thắp một nén hương cầu nguyện cho gia đình của mình. Phần ở trên đây những cái tán cây rất là rộng. Dạ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hẹn gặp lại ở video clip khác ạ.